cái TT thì nó rất dễ bị căng thẳng, và căng thẳng thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên cái chết ở TT trong cái môi trường nuôi nhốt. Thì mình cũng hạn chế các cái tiếng ồn hay là trong cái quá trình làm việc thì mình rất phải là nhẹ nhàng khi mà làm việc với TT. Đa số động vật chúng tôi cứu hộ là đều từ các cái vụ buôn bán vận chuyển trái phép. Nó đã được vận chuyển trong một cái quá trình khá là dài ngày, được không được cho ăn cho uống, và khi mà động vật về trung tâm thì thường thường nó rất là yếu. Và thứ hai đó là TT thì nó là một cái loài động vật đặc biệt hơn nữa, là khi là nó là một cái loài mà khá là dễ bị căng thẳng trong cái môi trường nuôi nhốt. Và thứ hai nữa là nó có cái chế độ dinh dưỡng ăn là khá là đặc biệt và khá là khó kiểm. One of the problem is directive haven't solved the issue of the wildlife consumption, and it still need to work to change the law and put the wildlife consumption as an illegal activity to people consume the animal in the restaurant could be get trouble or punishment.